Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Việc học hỏi từ những cây đầu tư thành công có thể mang lại cho kết quả đầu tư của chúng ta rất cao trong tương lai. Bởi vậy, hôm nay tôi sẽ tiếp tục đến với một cái bài học mới từ một cái cơ hội đầu tư nhân 1.000 lần tài khoản, bài học từ Sea Candy. Nội dung chính hôm nay gồm có 3 phần. Đầu tiên là giới thiệu qua về Sea Candy. Cái công ty này giúp tăng 1.000 lần tài sản đầu tư vào nó cho ngài Warren Buffett. Thứ hai là thay đổi cái tư duy đầu tư của Warren Buffett như thế nào. Và thứ ba là bài học cho nhà đầu tư chúng ta rút ra từ trường hợp này để áp dụng ra sao. Đầu tiên là Sea Candy, một cái trường hợp giúp tăng 1.000 lần giá trị đầu tư cho ngài Warren Buffett. Thì Sea Candy chuyên sản xuất và kinh doanh chocolate và các sản phẩm bánh kẹo với sự độc đáo và chất lượng tuyệt hảo. Năm 1972, Warren Buffett đã mua lại công ty này với giá 25 triệu USD. Dựa trên các cái cơ sở dữ liệu về tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh của công ty này như sau. Doanh thu là 30 triệu USD, 4 triệu USD lợi nhuận trước thuế và 2 triệu USD lợi nhuận sau thuế. Công ty này có 8 triệu USD tài sản và ROE bằng tới 50%. Thì như vậy, Buffett đã mua Sea Candy với PE bằng khoảng 12,5 lần và PB bằng hơn 3 lần. Tiếp theo, đây là cái hình ảnh minh họa về việc đánh giá tài chính của cái công ty cũng như tình hình kết quả kinh doanh của công ty năm 1972, năm 1983, năm 2007 và năm 2018. Thì khởi điểm khi mua Sea Candy với tổng sản lượng bán ra của công ty này năm 1972 là 17 triệu pound và với cái lợi nhuận sau thuế là 2 triệu USD, để doanh thu là 30 triệu. Đó. Và các chỉ số hiệu quả kinh doanh của Sea Candy cũng rất xuất sắc. ROA của nó lên đến 25% và ROE như tôi chia sẻ lên đến 50%. Biên lợi nhuận ròng, tức là lấy lợi nhuận ròng trên doanh thu thì đạt 6,7%, tức là 100 đồng doanh thu thì có 6,7 đồng lợi nhuận. Đúng không ạ? ROE bằng 50% chứng tỏ 100 đồng vốn chủ sở hữu bỏ ra thì mỗi năm tạo ra 50 đồng lợi nhuận. Rất cao, phải nói là xuất sắc rồi. Đúng không ạ? Ở ngày nay ở Việt Nam, số doanh nghiệp mà duy trì được ROE trên 50% hàng năm trong vài năm, 5 năm chẳng hạn, thì thực sự trong cả vài trăm ngàn doanh nghiệp thì cũng chỉ có một vài doanh nghiệp thôi, chứ không quá nhiều đâu. Đúng không ạ? Và đến năm 2018, dữ liệu chúng tôi lấy được đến 2018, thì Sea Candy đã trở thành một công ty phi thường. Vì sao lại phi thường? Thì với sản lượng của nó bán hàng sau đâu đó khoảng 46-47 năm thì sản lượng là 33 triệu pound. Pound ở đây là cân Anh đấy, 33 triệu pound. Thì tức là sau 46-47 năm thì sản lượng bán chưa được gấp đôi. Có thể nói là tăng trưởng rất chậm, đúng không ạ? Nhưng quý vị có thể thấy giá mỗi một cái đơn vị pound này nó tăng rất kinh khủng, từ 1,76 đô lên 13,03 đô. Và nó cao hơn rất nhiều so với lạm phát. Doanh thu thì tăng từ 30 triệu USD lên 430 triệu USD, tức là tăng cao gấp hơn 12 lần. Trong khi sản lượng tăng đâu đó chưa đến 2 lần. Đúng không ạ? Đó. Và lợi nhuận sau thuế thì lại kinh khủng khiếp, tăng 50 lần lên 100 triệu USD. Biên lợi nhuận ròng tăng từ 6,3% lên tới 23,3%. Tức là bán 100 đồng thì có 23 đồng lợi nhuận sau thuế đút túi. Ở Mỹ thì thuế thu nhập rất cao, thế thành ra nếu mà lợi nhuận trước thuế thì nó rất khủng khiếp. Thậm chí 100 đồng thì ra gần 40 đồng lợi nhuận cả. Đúng không ạ? Và ROA tức là chỉ số sinh lời trên cái tài sản, tức là tài sản công ty có bao nhiêu, sinh lời gấp bao lần. Thì tài sản công ty có 45 triệu đô mà tạo ra lợi nhuận 100 triệu đô. Tức là ROA đã lên đến 222%. ROE tức là lợi nhuận trên đồng vốn chủ sở hữu bỏ ra.
thì sau khi vào tay ngài Warren Buffett sau 46 năm thì nó đã lên đến khoảng hơn 300%. ROE hơn 300%, quý vị lưu ý là như vậy. Hơn 300%. Đâu đó chúng tôi tính toán, thực ra không có con số chính xác, nhưng chúng tôi ước thì nó có dao động từ khoảng 300 đến 600%. Tức là quý vị thử tưởng tượng bỏ ra 100 đồng vốn chủ, hàng năm lãi được 300 đồng đến 600 đồng. Phải nói là một cái công ty phi thường. Chắc là có 102 duy trì rất nhiều năm. Đúng không? Đó là những cái thành quả đạt được. Đó. Và nó mang lại hơn 1.000 lần lợi nhuận như thế nào? Đúng không? Thì cái khoản đầu tư này với cái lợi nhuận sau thuế năm 2018, 19, 20, 21 này đi chăng nữa đi. Thì 100 triệu USD lợi nhuận sau thuế của công ty có cái thương hiệu hàng đầu đẳng cấp như thế này thì PE cho những doanh nghiệp này thì không dưới 30 lần. Thì tức là định giá nó đâu đó cũng không dưới 3 tỷ đô đâu. Thứ hai, cái dòng tiền đều hàng năm từ C đã được ngài Warren Buffett rút ra là một cái nguồn đầu tư vô cùng quan trọng. Trong cái quá trình mua sở hữu C Candy thì ngài Warren Buffett đã tạo ra cái lợi nhuận suất trung bình 18,5% một năm. Thì như vậy, cái dòng tiền này tính đến hết năm 2020, tức là sau khoảng 48 năm mua cái doanh nghiệp này, thì nó đẻ ra tiền lên đến khoảng 28 đến 35 tỷ đồng theo ước tính của chúng tôi. Thì như vậy, giá trị của C Candy mang lại bây giờ cộng thêm 3 tỷ USD định giá công ty bây giờ thì nó sẽ là khoảng độ 31 đến 38 tỷ USD. Nếu chia cho cái giá mua chỉ là 25 triệu USD thì cái khoản đầu tư này mang lại khoảng 1.250 đến 1.450 lần so với cái vốn đầu tư ban đầu trong 48-49 năm. Thì phải nói thì đây là một cái cây sinh lời kinh điển hiếm có trong cái quá trình đầu tư của người Warren Buffett. Đó. Vậy đâu là nguyên nhân giúp cái công ty này làm ăn hiệu quả và giúp ngài Warren Buffett tăng cái tài sản rất kinh khủng như vậy? Thì sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu. Và đúng không? Tìm hiểu. Thì trước khi tìm hiểu thì chúng ta sẽ đến với cái đánh giá từ cái cây này. Từ cái việc mua cổ phiếu C Candy này, sau đó Warren Buffett và Charlie Munger đã tập trung hơn vào những cái doanh nghiệp tuyệt vời. Thay vì như trước đó, cái tư tưởng đầu tư của ông thấm nhuần cái chiến lược đầu tư của thầy ông là ông Graham. Đó là họ chỉ mua những cái công ty giá trị thấp, công ty giá trị được định giá thấp. Cụ thể ở đây là Warren Buffett rất thích mua những cái công ty có PB nhỏ hơn 1, tức là giá mua nhỏ hơn vốn chủ sở hữu. Rồi sau đó ông ý thực hiện cơ cấu doanh nghiệp, bán doanh nghiệp, cắt doanh nghiệp, rút tiền ra khỏi doanh nghiệp. Thì để ông ý ăn cái phần chênh từ cái PB nhỏ hơn một đó. Và cũng với cái thói quen đó, Warren Buffett rất hiếm khi mua những cái cổ phiếu có PE cao. Thì cổ phiếu C này có PE lên 12 lần, lúc đó đâu đó nó cao gấp khoảng gấp rưỡi lần so với cái thị trường chung hồi đó. Bởi vì tầm năm 1972 lạm phát ở Mỹ khá là cao. Lãi suất cũng cao hơn ở Việt Nam bây giờ. Lãi suất tiền gửi đâu đó cũng hơn 10%. Thì cái PE bằng 12 lần được coi là rất cao. Thì nếu với cái tư duy cũ thì ông ấy sẽ không bao giờ mua cái doanh nghiệp này. Tuy vậy, nhờ có động lực từ Charlie Munger, cánh tay phải của ông, phó chủ tịch của Berkshire Hathaway, mà ông đã quyết định xuống tiền mua ngay lập tức cái công ty này. Thì sau đó nó đã giúp Berkshire Hathaway chuyển mình đến một cái bước nhảy vọt mới, đến một cái gọi là level mới. Đó là ông ấy mua một công ty tuyệt vời với giá hợp lý, sẽ tốt hơn nhiều so với việc mua một công ty vừa phải với một mức giá tuyệt vời. Vì sao lại vậy? Bởi nếu họ mua được những cái công ty giá thấp kia thì họ lại rất vất vả phải đi tìm kiếm doanh nghiệp liên tục. Bởi vì khi mua những công ty kia thì họ phải tham gia vào rất nhiều cơ cấu, rồi là mua đi bán lại, rồi thanh lý tài sản, rồi vân vân để ăn được cái phần chênh. Thì từ đó họ mất đi cái sự nhàn nhã trong đầu tư, mất đi cái an. Và đặc biệt khi quy mô của
người ta lên đến cả 100 tỷ đô ấy, thì làm sao người ta có thể đi nhặt nhanh được những cái doanh nghiệp ý, rồi người ta cơ cấu từng doanh nghiệp như vậy, đúng không ạ? Bởi vậy cho nên cái tư duy của ông đã thay đổi hoàn toàn và giúp cho cái tập đoàn Berkshire Hathaway trở thành một trong những cái tập đoàn có quy mô tài sản lớn nhất thế giới. Tài sản của Berkshire Hathaway bây giờ đâu đó nó khoảng độ 700-800 tỷ đô. Đó. Và cái triết lý mới của ông ý, từ khi mua Sea Candy, nó sẽ đã đổi danh, đổi thành mua một công ty tuyệt vời với giá hợp lý, tốt hơn nhiều so với việc mua một công ty vừa phải với một mức giá tuyệt vời. Cái này đáng để chúng ta học hỏi. Đó. Và bây giờ chúng ta đến với cái nguyên nhân giúp cho cái cây Sea Candy này mang lại hiệu quả rất cao cho người Warren Buffett. Đầu tiên là Sea Candy có mở rộng tăng trưởng, tuy không nhanh nhưng mà khá chắc chắn. Nói tóm lại, một công ty thường có tăng trưởng về sản lượng thì thường lợi nhuận nó cũng sẽ tăng trưởng theo, đúng không ạ? Và cái việc tăng trưởng lợi nhuận nó mới bền vững. Còn nếu một công ty chín mùi rồi thì cái việc tăng trưởng kết quả kinh doanh nó sẽ không cả, không cả. Thứ hai là cái mua công ty, mua cổ phiếu phải từ những cái doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh mạnh. Cạnh tranh mạnh, đúng không ạ? Thì với công ty này lợi thế của nó rất mạnh, từ chất lượng tuyệt hảo đến cái thương hiệu mạnh. Thì ở cái địa phương công ty này đặt trụ sở thì nó gần như là bá trụ ở đây, không ai có thể chen chân vào được. Tiếp theo, từ cái đó nó giúp cho cái công ty này tăng giá bán lên đến 4,5% một năm, so với lạm phát giai đoạn này chỉ khoảng 3% một năm mà thôi, thì làm cho cái lợi nhuận sau thuế của công ty tăng tới 50 lần trong cái điều kiện sản lượng tăng có 2 lần, đúng không ạ? Rồi là doanh thu đâu đó tăng có 14 lần nhưng lợi nhuận tăng tới 50 lần, là nhờ việc cái lợi thế cạnh tranh mạnh này, thành ra họ có thể tăng giá, tăng giá, đúng không ạ? Và thứ ba, công ty này là một công ty không bị thâm dụng vốn. Quý vị có thể thấy quy mô tài sản 40 triệu đô, đúng không ạ? 45 triệu đô mà làm ra lợi nhuận 100 triệu đô rồi. Thì với cái phong cách của Warren Buffett thì công ty này uy tín như vậy, hoàn toàn trong 40 triệu đô ấy, thậm chí họ chỉ cần sử dụng 10 triệu đô vốn chủ sở hữu thôi, vay 30 triệu đô. Thì như vậy có thể tạo ra ROE lên đến cả chục lần, đúng không ạ? Rất khủng khiếp. Thì chính vì công ty này nó không thâm dụng vốn, thế thành ra dòng tiền làm ra của doanh nghiệp thì chúng ta mới nhận được, cổ đông mới nhận được rất nhiều, nhận được và tái đầu tư để có sinh lời tốt hơn. Còn nếu mà một công ty mà cứ mở rộng một chút lại cần huy động vốn, cần thâm dụng vốn, thì như vậy chúng ta mất đi một cái nguồn cổ tức, một nguồn lợi nhuận đáng kể, đáng kể, đúng không ạ? Và cái trường hợp này là không hề thâm dụng vốn một chút nào. Và thứ tư, năng suất lao động của công ty này rất cao, chỉ có 1.500 nhân viên mà tạo ra 430 triệu USD doanh thu, tức là mỗi nhân viên đâu đó tạo ra khoảng gần 300.000 USD doanh thu, tương đương với khoảng 6,5 tỷ, rất khủng khiếp, đúng không ạ? Và mỗi doanh thu tạo, mỗi cơ nhân viên tạo ra tới 70.000 USD lợi nhuận, đúng không ạ? Tức là khoảng độ 1,8 tỷ. Đây là một mức rất hiệu quả, rất cao. Đó. Thì đấy là vì sao mà nó lại mang lại hiệu quả đến như vậy. Và tiếp theo, bài học cho chúng ta rút ra từ trường hợp này thì có thể ứng dụng vào đầu tư ra sao. Thì đầu tiên, đó là về chiến lược đầu tư, thì phải tập trung vào những cái cổ phiếu xuất sắc, hay nói cái khác là những siêu cổ phiếu nếu chúng ta tìm được. Bởi vì thông thường khoảng vài năm chúng ta mới tìm được một siêu cổ phiếu. Và trong chia sẻ đến quý vị, trong 14 năm đầu tư vừa qua của tôi cùng với AZFIN Việt Nam, thì chúng tôi cũng đã lựa chọn được những siêu cổ phiếu và mang lại lợi nhuận rất cao. Ví dụ như cổ phiếu CAP nhỏ xíu thôi, tăng cho chúng tôi vài lần trong vòng vài năm. Rồi là cổ phiếu VicoStone, tuy chúng tôi không nắm được từ giá thấp nhất đến giá cao nhất nhưng mà nó cũng mang lại lợi nhuận chúng tôi rất cao nhiều lần. Và đặc biệt nhất đó là chúng tôi nắm giữ cổ phiếu FPT từ 2013 đến tận 2021 này vẫn chưa bán. Lợi nhuận từ nó trong 8 năm qua tăng đâu khoảng chục lần với những cái lô mua đầu tiên. Lợi suất bình quân từ FPT mang lại đâu đó khoảng độ hơn 30% một năm. Rất kinh khủng. Hơn 30%. Đấy là chỉ nói là lợi nhuận với cái hình thức đầu tư bình thường thôi. Chưa nói về những cái công cụ, những cái chiêu thức tài chính
để có thể làm gia tăng lợi nhuận hơn từ những cái đó. Hay là ngay cả những cái, hay là cổ phiếu Hòa Phát chẳng hạn. Chúng tôi cũng tập trung đầu tư cổ phiếu này và nắm giữ rất lâu rồi. Và chúng tôi cũng cho rằng, chúng tôi cũng khẳng định rằng chúng tôi sẽ còn nắm giữ Hòa Phát ít nhất khoảng vài năm nữa, 3-4 năm nữa. Tức là có thể đến 2024-2025. Đó là trước mắt là như vậy. Đó, thì khi chúng ta chọn được siêu cổ phiếu thì chúng ta phải làm như vậy. Hay là cổ phiếu Thế Giới Di Động trong 7 năm qua cũng tăng gấp khoảng gần chục lần. Đúng không? Và trong tương lai nó còn phát triển rất mạnh với cái chuỗi Bách Hóa Xanh, vân vân nữa. Thì chúng tôi vẫn nắm giữ rất dài và rất chặt những cái cổ phiếu này. Đó, thì khi phải tập trung vào những cái siêu cổ phiếu thì mới lợi nhuận cao được. Rồi tiếp theo, khi cơ hội đến ý, là phải nắm bắt ngay lập tức, không để nó bỏ qua. Cũng giống như ngày Warren Buffett. Khi Cicadin người ta bán, một doanh nghiệp tuyệt vời như vậy họ bán, ông ấy ngay lập tức ông phải phi đấy luôn. Và ông còn hơi chần chừ một chút thì ông Munger yêu cầu là phải múc luôn, không bỏ lỡ. Cũng giống như khi ở trên sàn, cổ phiếu rất tốt, rất hấp dẫn, giá cổ phiếu thì bị bán xuống rất rẻ mà không có cái nguyên nhân gì từ nội tại doanh nghiệp, thì chúng ta phải mạnh mẽ mua ngay. Chứ đừng có nhìn nó đang giảm hay nó thế nào mà vấn đề nó rẻ, nó hấp dẫn là phải mua ngay. Bởi vì cơ hội thường không đến thường xuyên. Nếu chúng ta bỏ lỡ đi, thế là chúng ta mất rất nhiều. Tôi lấy ví dụ, nếu quý vị mua cổ phiếu ở 30, quý vị không mua, 10 năm sau nó tăng lên 300 chẳng hạn, đúng không? Hoặc là sau đó một thời gian ngận ngự nó bật trở lại, quý vị mới mua giá 40. Lúc ý 40 mà tăng lên 300, quý vị tăng được có bao nhiêu? Có 7,5 lần tài sản thôi. Nhưng thay vì đó, quý vị hãy quyết định mua luôn 30, tăng 10 lần tài sản luôn. Còn nếu với cái tâm lý nó đang giảm, ui nó còn giảm đấy, thì quý vị sẽ không bao giờ mua được những cái mức giá hấp dẫn đâu. Phải lúc bật lên rất mạnh quý vị mới mua. Nói tóm lại, hãy nắm bắt lại. Và thứ ba, hãy nắm giữ lâu dài nhất có thể để hưởng lợi suất kép. Đó. Và để nắm giữ được như thế thì hãy nắm giữ với tâm thế quý vị chính là chủ sở hữu của doanh nghiệp ấy. Thì quý vị mới nắm giữ được. Đúng không ạ? Ví dụ cổ phiếu FPT 8 năm qua trải qua những cái lần gọi là lên xuống căng thẳng vô cùng. Có những đợt 2 năm liền cổ phiếu đi ngang. Có những đợt cổ phiếu ví dụ năm 2020 xuống tới 40, mất 40% giá trị. Nếu chúng ta bị lung lay, chúng ta không đứng với tâm thế của chủ sở hữu của doanh nghiệp ấy, thì chúng ta sẽ bị bán ngay. Thế như vậy chúng ta chỉ ăn tùn mùn được một chút. Và về lâu dài tính cách của chúng ta cũng tùn mùn. Và khi quý vị tài sản lớn lên, quý vị sẽ không thể phân bổ hiệu quả được đâu. Vì thế hãy nắm giữ lâu dài để hưởng lợi lãi suất kép với tâm thế chủ sở hữu. Còn cụ thể mua bán, mua vào đâu như thế nào và bán ra như thế nào, các nguyên tắc chuẩn ra sao, thì trên kênh YouTube của AZFIN Việt Nam, Chứng khoán TV AZFIN Việt Nam, có những cái clip rất chi tiết rõ ràng đầy đủ cho quý vị. Và tiếp theo, chúng tôi sẽ chú trọng thêm về cái bài học rút ra đây. Vậy thì cổ phiếu xuất sắc, siêu cổ phiếu phải hội tụ những cái điều gì thì mới gọi là cổ phiếu xuất sắc? Đúng không ạ? Đó là nó phải có lợi thế cạnh tranh giúp cho doanh nghiệp này tăng trưởng một cách bền vững. Phải có lợi thế cạnh tranh thì mới tăng trưởng bền vững được. Đúng không ạ? Thứ hai là quản trị công ty phải tốt. Và thứ ba, định giá cổ phiếu phải hấp dẫn so với cái dòng tiền, so với cái kết quả kinh doanh và so với triển vọng trong tương lai của nó. Thì đấy là các cái cấu thành tạo lên một siêu cổ phiếu. Và quý vị muốn xem chi tiết hơn như thế nào tạo lên một siêu cổ phiếu thì chúng tôi cũng có các cái clip trên kênh YouTube Chứng khoán TV AZFIN Việt Nam. Quý vị có thể tham khảo ở đây để có thể hiểu rõ hơn cái việc tìm ra các cái cổ siêu cổ phiếu dựa trên những cái đặc điểm nào. Và quay lại đây thì tôi cũng xin lưu ý quý vị là như thế này. Siêu cổ phiếu không phải là ngày nào cũng tìm được, không phải tháng nào cũng tìm được, mà có khi vài năm mới tìm ra được một cổ. Nếu may mắn thì một năm có thể tìm ra một cổ, nhưng mà thông thường phải vài năm mới tìm ra một cổ. Thì trên đây là cái bài học rút ra từ một cái cây cổ phiếu kinh điển, không những giúp ngài Warren Buffett nhận hơn 1.000 lần khoản đầu tư vào đó, mà nó còn tạo ra
cái sự thay đổi về một triết lý đầu tư khiến cho Warren Buffett cũng như Berkshire Hathaway trở nên vĩ đại như ngày nay. Xin chúc quý vị có được những kiến thức hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại.